Bên lề buổi hội thảo mở nút thắt cho người nước ngoài và Việt kiều mua nhà tại Việt Nam thì FBNC đã có cuộc trao đổi với ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh. Vị chuyên gia này cho rằng để thị trường bất động sản hấp dẫn hơn trong mắt người nước ngoài thì không chỉ về mặt giá cả, chúng ta cần phải nâng tầm cả không gian và môi trường sống. Thưa ông, thì cái luật bất động sản sửa đổi sau ngày 1 tháng 7 thì đã có hiệu lực, là đã cho phép người nước ngoài được mua nhà tại Việt Nam. Thì kể từ đó đến nay thì ông có nhận định gì về cái sự thay đổi về trong cái số lượng người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam hay không ạ? Chúng ta biết rằng thị trường thì có một cái kỳ vọng là sau khi luật nhà ở có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2015 thì sẽ có một sự thay đổi, mà thậm chí có người là mong rằng sẽ có một sự bùng nổ trên thị trường bất động sản khi mà chúng ta mở cửa cho Việt kiều được mua và sở hữu nhà như người trong nước, cũng như là cho người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp được mua và sở hữu nhà tại Việt Nam. Và thực tế tới nay là qua 2 tháng luật đã có hiệu lực thì chúng ta thấy rõ ràng là thị trường bất động sản vẫn tiếp tục phát triển, hồi phục và phát triển một cách bình thường thôi. Như vậy thì những cái kỳ vọng về một sự bùng nổ của thị trường bất động sản là quả thật là nó không có xảy ra. Vậy thì cái việc mà số lượng người nước ngoài mà đến mua nhà tại Việt Nam sau ngày 1 tháng 7 không có đạt được cái mức tăng cao như kỳ vọng, thì liệu đó có phải là do luật pháp của chúng ta, thủ tục của chúng ta còn có một số những cái vướng mắc nào đó hay không ạ? Có thể nói rằng cái quan tâm của người nước ngoài mà đang làm việc tại Việt Nam thì phải nói cái quan tâm này cũng là khá lớn. Nhưng mà do chúng ta tới giờ này là chưa có nghị định cũng như thông tư hướng dẫn của nhà nước, thành ra cái việc mà hướng dẫn cho người nước ngoài được mua và sở hữu nhà tại Việt Nam thì cũng còn những cái trở ngại về chuyện thủ tục hành chính. Mà chúng tôi cũng mong rằng sau này luật pháp của chúng ta sẽ sửa đổi theo cái hướng là luật ban hành rất chi tiết và sẽ có hiệu lực áp dụng ngay mà không phải chờ nghị định và thông tư. Liệu đến bây giờ thì mình đã có một cái con số cụ thể nào về người nước ngoài mà quan tâm và đã đặt chỗ mua nhà tại Việt Nam hay chưa? Thành phố Hồ Chí Minh thì có rất nhiều dự án đáp ứng được cái nhu cầu của người nước ngoài. Chúng ta biết rằng chẳng hạn như Thành phố Hồ Chí Minh là có khoảng 80.000 người Hàn Quốc đang ở tại Thành phố Hồ Chí Minh, rồi có người Nhật thì có khoảng 8.000 người Nhật, người Đức thì có khoảng 1.200 người Đức, và nhiều nước khác cũng có lượng kiều dân cũng vài ngàn người đang ở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thì hiện nay như chúng tôi nói, ở cái dự án mà lớn nhất của Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay cho tới hết tháng 8 năm 2015 là có khoảng 120 người nước ngoài đã đăng ký giữ chỗ, nhưng vì chưa có cái hướng dẫn thủ tục cho nên là chưa thể ký hợp đồng để mua nhà được. Rồi các cái dự án lớn khác ở khu vực chúng ta thấy ở bờ Tây sông Sài Gòn, ở từ các dự án nằm trên địa bàn quận Bình Thạnh, quận 1, quận 4, rồi các dự án ở quận 2 và một phần quận 9 là được rất nhiều người nước ngoài là quan tâm. Và người ta đã đến tham quan, người ta đã là cọc giữ chỗ. Số lượng thì chúng tôi chưa có con số thống kê, nhưng mà chúng tôi thấy sự quan tâm của người nước ngoài là có thật. Nói về cái mức độ quan tâm ấy, mà so sánh với lại các nước trong khu vực chẳng hạn, thì liệu có phải là cái thị trường bất động sản của Việt Nam chưa đủ sức để thu hút cái sự quan tâm của người nước ngoài so với lại một số cái thị trường khác hay không? Thật ra chúng ta thấy rằng trước đây chúng ta bị vướng về vấn đề pháp lý, tức là chúng ta chưa có hội nhập về thị trường bất động sản đối với thế giới, cho nên người nước ngoài vẫn nhìn Việt Nam là một cái ốc đảo biệt lập, và như vậy là người ta không nghĩ tới chuyện ở Việt Nam sẽ được mua nhà và sở hữu nhà một cách dễ dàng. Nhưng mà bây giờ chúng ta mới vừa thay đổi về pháp luật, phải nói rằng cái chế định cho người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam là của chúng ta thoáng hơn rất nhiều nữa. Thì ông nhận định như thế nào về cái mức độ hấp dẫn của thị trường ở Việt Nam so với lại trong khu vực? Thực sự mà nói, giá bất động sản Việt Nam, kể cả bất động sản cao cấp ở Việt Nam, nếu so với các nước lân cận của chúng ta, chứ chưa nói so với các nước ở châu Âu hoặc châu Mỹ, thì phải nói rằng giá bất động sản của chúng ta rất hấp dẫn so với các nước. Nhưng mà cái mà chúng ta chưa hấp dẫn đó là gì? Đó là các cái tiện ích để cho tạo cái điều kiện thuận lợi nhất cho người nước ngoài. Người nước ngoài phàn nàn nhất ở chúng ta là cái gì? Cái thứ nhất là tốn quá nhiều thời gian trên đường, bao gồm đi trong nội thành, rồi là đi từ một điểm A, một tỉnh A qua một tỉnh B, mất quá nhiều thời gian trên đường so với các nước. Một cái thứ hai đó là chúng ta chưa có đầy đủ các cái tiện ích để hấp dẫn người nước ngoài. Thí dụ như người nước ngoài đến Việt Nam, người ta muốn ở tại Việt Nam thì người ta rất quan tâm tới vấn đề chăm sóc sức khỏe, vấn đề cơ sở y tế của chúng ta phải đạt chuẩn quốc tế, thì ở Việt Nam chúng ta quá thiếu cơ sở y tế đạt chuẩn quốc tế. Rồi bên cạnh đó, người ta đến Việt Nam người ta muốn được vui chơi giải trí, nhưng mà chúng ta các cái tụ điểm vui chơi giải trí chúng ta chưa đạt được một cái chuẩn mực, một cái đẳng cấp. Cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi.